Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay 63 sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Tựa game này có tên gọi là Võ Hồn Đại Lục VNG. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá game này nhé. Nếu như bạn nào mà hâm mộ cái bộ truyện huyền huyễn và bộ phim hoạt hình cùng tên Đấu La Đại Lục thì chắc chắn là mình nghĩ đây cũng là một tựa game mà các bạn cũng sẽ rất là mong chờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, bởi vì con game này là có bản quyền từ truyện và phim hoạt hình. Đấy, các bạn sẽ được gặp lại những nhân vật ở trong Đấu La Đại Lục như kiểu Đường Tam, Tiểu Vũ, rồi các rất là nhiều những nhân vật khác mình không nhớ lắm, lâu lắm rồi không để ý lắm. Rồi về cơ bản thì con Võ Hồn Đại Lục này thì là một con game thẻ tướng thôi nhá. Game có đồ họa 2D. Đấy, hình ảnh nhân vật rất là dễ thương. Đường Tam này. Tiểu Vũ. Đây, chúng ta sẽ sau này thì các bạn có thể nhận thêm các nhân vật khác mà mình quên mất tên rồi, nhưng mà đây là nhóm thất đại gì nhỉ? Mình quên mất rồi, sorry anh em. Rồi. Đây, về cơ bản thì con game này là một cái game thẻ tướng thôi, nó cũng không có gì phức tạp cả. Anh em nào mà hay chơi game thẻ tướng nhiều ấy thì cũng rất là dễ làm quen với tựa game Võ Hồn Đại Lục này. Cái phần này thì đây là phần cốt truyện này, không cho bỏ qua. À, Sử Khai Lắc Học Viện đúng không? Sử Lai Khắc Học Viện. Rồi, chúng ta sẽ đây, chúng ta phần phó bản này, đánh theo kiểu dạng vượt ải thôi. Game thẻ tướng mà. Rồi, ta sẽ đánh theo kiểu vận ải cho tướng ra trận này. Nói chung là hình ảnh tướng thì nhân vật thì nó làm theo kiểu dạng game chỉ 4 tướng ra trận thôi. Game kiểu dạng game 2D ấy, mọi người. Nó sẽ hình ảnh thì nó sẽ không phải là quá đẹp đâu. Nó theo kiểu phong cách chibi dễ thương. Để xem là hiệu ứng chiến đấu này. Đây, bấm vào avatar nhân vật sử dụng kỹ năng này. Con game này thì gameplay thì nó sẽ hơi hướng là kiểu dạng game thẻ tướng thế hệ cũ nha mọi người nhá. Nó không phải dạng thẻ tướng thế hệ mới, mà nó chỉ là một dạng game thẻ tướng cũ, kiểu dạng chuyển cảnh màn hình ngang. Đấy, nó không phải dạng game thẻ tướng nhanh như bây giờ. Mặc dù nó là game thẻ tướng nhưng mà gameplay thì mình thấy là nó sẽ hơi cũ một tí. Nó sẽ không phải là một dạng game thẻ tướng mới, thế hệ mới. Hay sao có auto này, thậm chí là mở X2. Đấy, vượt ải 1.12 thì các bạn có mở khóa tính kỹ năng tự động. Một cái hay của con Võ Hồn Đại Lục này đó là các bạn phải kéo và di chuyển nhân vật. Đó. Cái này thì thật ra hồi xưa là có rất nhiều game có rồi. Đấy, cái con thật sự là cái kiểu gameplay như con Võ Hồn Đại Lục này phải cách đây phải 4-5 năm rồi đấy. Khá là cổ rồi. Tất nhiên là nó vẫn dễ chơi thôi. Rồi, chúng ta sẽ bấm ra ngoài này. Chúng ta sẽ có phần hồn sư là các tướng của các bạn để các bạn thể nâng cấp lên nhá. Chúng ta sẽ đi cường hóa trang bị này. Đó, các bạn sẽ cần đá cường hóa. Đấy, các bạn thấy không? Kiểu nâng cấp nhân vật nó cũng không phải như các game thẻ tướng bây giờ. Các game thẻ tướng bây giờ là chỉ nâng level này, rồi đến level 30 thì đột phá này, lắp trang bị để tăng sao. Nhưng mà các bạn thấy là game này nó cũng khác. Đấy, như mình đã nói thì kiểu gameplay này nó cũng khá là cũ rồi. Có thể là nhiều anh em sẽ thích những con game kiểu dạng 3D, thứ đồ họa đẹp hơn. Thôi, cái này mỗi người một sở thích. Được cái là cái con Võ Hồn Đại Lục này thì nó rất là nhẹ nhá. Nó rất là nhẹ luôn, siêu nhẹ. Bạn này chơi trên điện thoại, giả lập các thứ đều rất là ok. Đấy, hình ảnh game thì nó cố gắng làm theo kiểu dễ thương nhá. Hình ảnh rất là dễ thương luôn. Đấy, sử dụng kỹ năng này. Mỗi nhân vật thì đi kèm kỹ năng. Rồi, đây là những ải ban đầu thì nói chung là cũng khá là dễ thôi. Đã lên level 3 này. Bấm vào đây. Rồi. Ồ, như game này nó chỉ cho 4 tướng ra trận thôi mọi người. Nhịp game ban đầu hơi chậm bởi vì là chưa có tăng tốc từ sớm. Đấy. Mà cũng chưa có auto nên là các bạn sẽ ban đầu này hơi mất thời gian một tí. Game đánh theo kiểu là không một phát ải phát xong luôn mà nó còn chuyển cảnh. Đấy. Nên là về cơ bản là nó sẽ không quá nhanh đâu, nhịp độ nó không quá nhanh như con game thẻ tướng thế hệ mới bây giờ đâu. Đấy, Bạo Vũ Lê Hoa Châm này. Đấy, được cái game cũng lồng tiếng đầy đủ. Mình thấy game bình thường, bảo là thú vị thì chưa đâu, bởi vì là đấy, như mình các bạn mình chơi dạng game này nhiều rồi thì bây giờ những dạng game thẻ tướng như thế này ấy,
cái gameplay nó hơi cũ rồi, mình thấy là bảo là hay thì cũng chưa thấy hay lắm, kiểu nó bình thường. À đấy, mục bạch đúng rồi đấy. Đấy, nhưng mà có đối mục bạch này. Nhưng mà mình không nhớ hết các nhân vật đâu, lâu lắm rồi. Đấy, các bạn nhớ di chuyển nhá. Đấy, khi mà boss ra đòn thì các bạn phải di chuyển để không bị dính sát thương. Này cũng rất là quan trọng nếu các bạn không đủ lực chiến đánh những con boss khó sau này. Nên là tôi nghĩ, mình nghĩ là đa phần sẽ auto, sau này auto hết thôi. Rồi, thắng rồi. Như sau này chuẩn bị là đối mục bạch sẽ vào được tặng à, nó cắt một số hình ảnh từ anime ra này, từ hoạt hình ra ấy. Đấy, level 5 rồi. Nói chung là đây chương 1 chủ yếu là giới thiệu thôi. Đối mục bạch này, tiểu vũ lại có trang bị có thể đột phá rồi, ta sẽ đi nâng cấp kỹ năng. À đây, tiếp tục được cường hóa trang bị thôi. Phần nâng cấp này nó cũng khá là đơn giản. Hồn sư cũng sẽ đột phá. Sau khi đột phá, hồn kỹ hai thuấn di của tiểu vũ. Rồi, tiếp tục làm theo hướng dẫn nhá. Còn đấy nhịp game rất là chậm đúng không? Đấy, tướng thì nó cũng sẽ chia ra các vai trò như kiểu tướng tấn đỡ đòn này, hình cái khiên kiểu đấy mọc bạch này. Tướng tấn công như kiểu tiểu vũ và đường tam, mà sau này thì sẽ có cả tướng hỗ trợ búp máu các thứ nữa. Đấy, ngoài ra các bạn này chọn mục tiêu để tấn công. Game đánh nhân từ truyền cảnh mà lâu có auto quá. Mượt ải 1.5 thì sẽ có tăng tốc, giúp trận đấu nó nhanh hơn. Các bạn hãy bật tắt cái phần hiệu ứng kỹ năng của nhân vật nhé, đừng mất thời gian. Rồi, những cái ải ban đầu thì bao giờ nó cũng khá là dễ thôi. Đây, mượt ải cố gắng được 3 sao nhận thưởng, làm sao được 3 sao thì đừng chết tướng nào là được rồi. Chúng ta có võ hồn điện, cái này là để chiêu mộ nhá, các bạn này được tặng một tướng miễn phí này. Đây, nó cắt từ hoạt hình ra này mọi người. Triệu vô cực. Ok. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ nha. Ở đây vẫn đang chơi theo cái hướng dẫn của game. À đây rồi. Đây, giao diện chính này, các bạn thấy nó cũng rất là đơn giản đúng không? Có online này. Ồ, xong nhận được quà online, đây là bảng nhiệm vụ. Đấy, các bạn này nhận thưởng ở đây. Cửa hàng hoạt động hàng ngày, mua thể lực phó bản. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ qua tuần. Các bạn thấy là kiểu gameplay này nó đơn giản nhỉ. Nhập code thì các bạn ấn vào ở đây không có phần nhập code, thì như phải nhập ở trên landing thì phải. Đấy, mình không thấy có phần nhập code gì cả. Đây hòm thư này. Đây, một số phần quà. Đó, game nó sẽ tặng cho các bạn một số phần quà. Túi đồ chúng ta sẽ mở ra. Được một tướng cấp S luôn. Tướng đường tăng cấp S luôn, ngon. Đây, chúng ta sẽ vào phần hồn sư này. Triệu hồi. Hảo Thiên Kỳ là võ hồn thứ hai của ta. Đấy, tướng cao nhất là những cái tướng SS cộng này nhá. Đấy, Thiên Sứ, Thiên Nhận, Tuyết Hải, Ba Tái Tây này, Đường Thần, Đường Hạo, A Ngân. Đó, không có Bỉ Bỉ Đông nhỉ. Mình rất thích nhân vật Bỉ Bỉ Đông nha. Ở đây các bạn thấy là game này nó nâng cấp cũng ấy đúng không? Rồi tăng cấp này, tăng sao này. Đấy, rất là đơn giản, tăng sao này, bồi dưỡng, túc mệnh. Nó không có hồn hoàn nhỉ. Đặc trưng của Đấu La Đại Lục đó là phần hồn hoàn, nhưng mà mình thấy là nó không có nhỉ. Không có hồn hoàn ta. Hay nó gắn vào đây luôn, phần kỹ năng này luôn. Nói chung là rồi các bạn, nếu mà để gọi là hài lòng thì mình chưa hài lòng lắm với một con game mang yếu tố liên quan đến Đấu La Đại Lục đó mọi người ơi. Đây tỷ lệ này, các bạn có thể xem trước. Đây, tướng nó chia ra là tướng phòng thủ, tướng hỗ trợ, tướng vật công và tướng pháp công. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Tỷ lệ đâu ta? Đây, tỷ lệ là... Nó hơi lỏng ngoảng ấy. Đây, 0.3% SS này, 3.68% ra S, A cộng là 18.1%. Đó, nó còn ra mảnh nữa, nói chung là cũng khá là chua đấy mọi người. Đây, nó còn ra mảnh nữa, chứ nó không phải ra tướng luôn đâu. Nói chung là để ra một tướng cấp S thì cũng khá là khó, không hề dễ. Đây, sau này các bạn sẽ sử dụng những cái tướng... ưu tiên là sử dụng những cái tướng xịn nhá. Đây.
Cái này nó không có nút ra trận nhanh. Đây, mình sẽ lắp đường tam xịn vào này, lắp vào này. Đó, hiện tại mình mới cho được 3 tướng ra trận thôi. Rồi, test thử tướng xịn nha. Đấy, về cơ bản với con võ hồn đại lục của VNG nó chỉ như vậy thôi. Một dạng game thẻ tướng lấy chủ đề về đấu lại đại lục. Nhưng mà thực sự là mình chưa hài lòng lắm. Gameplay cũ, đồ họa cũng không đẹp. Rồi nói về liên quan đến đấu đại lục thì ngoài phần nhân vật ra thì những cái yếu tố khác mình thấy nó chưa quá đậm nét. Tuy nhiên thì đấy, nếu bạn nào mà fan của đấu đại lục thì muốn thử gió thì cũng các bạn hãy tải game này trên Google Play như App Store nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Aquabi. Em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, có mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá.